Charlie. 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 Em đã xin lỗi rồi đấy thôi. Còn muốn thế nào nữa? Em có biết tại sao sư nương lại làm bao nhiêu quần đùi như thế cho cậu ta không? Làm sao em biết được? Em có phải sư nương của anh ta đâu. Cậu ta từng bị bệnh thận rất nặng. Bây giờ cậu ta mà căng thẳng là không thể khống chế được như người thường. Sư nương cậu ta, để cậu ta được tập huấn tử tế ở trong 701, trước khi cậu ta đi, đã tự tay thâu đêm may quần đùi cho cậu ta. Bà ấy muốn cậu ta không bị người khác cười nhạo, để cậu ta có thể được sống như người bình thường. Chắc lị. Có lẽ em nghĩ cậu ta ngốc, cậu ta đần, nhưng cậu ta cũng có lòng tự tôn. Em xỉ vả cậu ta trước mặt bao nhiêu người, em có nghĩ tới cảm nghĩ của Dung Kim Chân không? Báo cáo, trưởng phòng An. Trưởng phòng Lôi nói có tình huống cấp bách, gọi anh tới ngay lập tức. Biết rồi. Ngày mai còn phải thi sát hạch tổng hợp. Đi ngủ sớm đi. Trưởng phòng An, vào đi. Báo cáo. Anh xem tờ tài liệu này đi. Bên cục công an Ninh Châu gửi tới đấy. Nói là trong lúc di chuyển, dân cư ở huyện Định đã phát hiện một bộ điện đài có dấu hiệu vừa sử dụng xong. Anh đi tìm hiểu đi. Bao giờ xuất phát? Xe ở cửa, lập tức xuất phát. Lôi Sử, ngày mai là kỳ thi sát hạch tổng hợp của tập huấn lần này. Tôi biết, tôi đang chuẩn bị đây này. Nhưng dẫu sao tôi cũng là giáo quan chủ nhiệm. Đúng. Chính vì anh là giáo quan chủ nhiệm nên mới càng phải tránh đi. Ngày mai thi tổng hợp tôi sẽ chủ trì. Xuất phát đi. Rõ. Bây giờ Trịnh Đương đang ở đâu? Trưởng phòng Lôi, trưởng phòng Trịnh đang đi công tác, còn chưa về ạ. Thế thì tốt. Cứ che chở bao bọc mãi, không phải dựa vào khả năng mà dựa vào quan hệ, đó là gian lận. Các em sẽ dùng cách bốc thăm, chia thành hai đội vàng và xanh. Bắt đầu bốc thăm, rõ. Triệu Kỳ Vinh, đội vàng, rõ. Phan Sâm, đội vàng, rõ. Hàn Băng, đội xanh, rõ.
Charlie, đội vàng, rõ. Mạnh Tiểu Vân, đội xanh, rõ. Nghiêm Thực, đội xanh, rõ. Dung Kim Chân, đội vàng, rõ. Bây giờ tôi quyết định Triệu Chỉ Vinh làm đội trưởng đội vàng, Hàn Băng làm đội trưởng đội xanh. Hãy đeo băng vào, rõ. Hai em có thể mở túi tài liệu trước mặt rồi. Nhiệm vụ của các em là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vượt qua vùng núi Thanh Thành, nghĩ đủ mọi cách có thể để tới được vị trí đã được đánh dấu trong bản đồ. Đội nào tới trước sẽ thắng. Tất cả đội viên được 50 điểm. 50 điểm sẽ được tính vào thành tích sát hạch cuối cùng của các em. Đội còn lại cứ trễ nửa tiếng sẽ bị trừ 10 điểm. Nếu như trong vòng 24 giờ đồng hồ vẫn chưa tới được địa điểm đã đánh dấu, sẽ bị tính là không điểm. Tôi buộc phải nhắc nhở các em, vì hôm nay các em mang theo đều là đạn luyện tập chuyên dụng, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Các em hãy chú ý an toàn. Xoay trái, xoay phải. Xuất phát. Đầu to, đầu to, ra đây ngồi này. Đừng có chĩa vào tôi. Thế này, tôi sẽ động viên mọi người trong thời gian trên xe nhé. Kỳ sát hạch này chúng ta nhất định phải thắng đội xanh. Nguyên nhân rất đơn giản, 4-3. Chúng ta đông hơn họ một người. Nếu mà thua thì quá mất mặt. Chết là chết, chúng ta đông hơn một người. Không có anh ta thì thắng chắc. Có anh ta thì phần thắng sẽ giảm 25%. Vừa xuất phát, cô đã mặt mày hầm hầm, mặt sưng mày xỉa. Chắc lị, tôi nghĩ thái độ của cô có vấn đề. Tục ngữ có câu, phải động viên binh sĩ mới có cửa thắng. Dung Kim Chân đã vào đội của chúng ta thì là chiến hữu của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm giúp cậu ta. Ý cô thế nào? Được rồi, biết hai anh là anh em rồi. Một mình anh không kéo nổi, bèn bắt mọi người cùng kéo. Không phải như thế sao? Thôi, còn chưa chiến với đội xanh,
Chúng ta đừng có nội chiến nữa. Tôi nhắc nhở mọi người, chiến đấu trong rừng là sở trường của Hàn Băng. Tuy chúng ta đông hơn một người, nhưng không chiếm ưu thế đâu. Nói đúng lắm. Còn Mạnh Tiểu Vân nữa, lúc xuất phát còn cười cợt thâm hiểm. Tôi lo hắn ta sẽ chơi bẩn với chúng ta. Không thể không đề phòng người này. Sao lại căng như vậy chứ? Thôi nào, thả lỏng đi, thả lỏng đi. Thế này, tôi làm ảo thuật cho hai người coi, hóa giải bầu không khí căng thẳng của chúng ta. Nhìn kỹ đây, hai lá bài. Tôi thổi một cái, có thể làm cho hai cái này thay đổi vị trí cho nhau. Sao hả? Sao hả? Được. Đổi thủ pháp. Hàn Băng, bốc một lá đi. Viêm Thực, bốc một lá đi. Sao mà nghiêm túc vậy hả? Theo tôi thấy cuộc thi kết thúc rồi. Kể từ sau khi Dung Kim Chân được phân vào đội màu vàng, kết quả đã được định rồi. 50 phút này khẳng định chúng ta thứ ba rồi. Nghiêm Thực, bốc một lá đi. Hàn Băng, bốc một lá đi. Này, cậu có bệnh à? Cậu còn nói thêm một câu, tôi cũng ném cả cậu ra ngoài đấy. Mục tiêu xác định, đợi chỉ thị. Gửi tin cho Ưng Nhẫn, nói với hắn có thể thu lưới rồi. Hành động lần này tuyệt đối không được sơ sót. Nhớ kỹ, cần giữ cho sống. Rõ. Toàn đội có mặt. Nghiêm, nhìn sang phải, nhìn phía trước, nghỉ. Các vị, tôi tiễn các đồng chí tới đây thôi. Trưởng phòng Lôi bảo tôi nói với các đồng chí, chị ấy sẽ ở vị trí chỉ định đợi các đồng chí. Tôi chúc các đồng chí may mắn. Đội vàng, đi theo tôi. Đội xanh, xuất phát. Tình hình gì vậy? Không phải là đã trúng đạn mai phục đặc biệt của địch chứ? Không thể nào.
Kỳ thi sát hạch của chúng ta đều là hành động tuyệt mật, không thể có người ngoài biết được. Có phải có người của mình làm không vậy? Người mình? Chỉ có tiếng súng không thấy người. Nói không chừng trưởng phòng Lôi đang âm thầm quan sát chúng ta. Tôi đi xem. Cậu không muốn sống à? Không thấy là đạn thật à? Nhắm vào người đấy. Mọi người đừng căng thẳng. Hãy giản ra trước đã. Đứng im. Đứng im. Đứng im.
Đứng im. Đây là đâu vậy? Hoàng Vân. Cậu không cần xem nữa. Bên ngoài đều là núi. Những người khác đâu? Chắc phải bị chia ra nhốt ở những nơi khác nhau. Tên con ghẻ của cậu ở kia kìa. Đầu to. Đầu to. Đầu to. Đừng sợ. Triệu, Triệu Kỳ Vinh, cậu sao rồi? Tôi quên mất một việc lớn. Quên chuyện lớn gì hả? Tôi quên mất viết di thư để vào hòm bí mật rồi. Không sao, lần sau hãy nhớ. Tôi còn có thể sống ra ngoài không? Chắc lị, cô nói chúng ta còn có thể sống ra ngoài không? Chẳng biết được, phải xem mục đích của đám người đó rốt cuộc là gì đã. Vừa nãy cô nói chúng ta ở đâu hả? Hoàng Vân. Nói cụ thể thì chính là một cái kho bỏ hoang nằm trong Hoàng Vân. Sao cô biết? Trước khi chúng ta bị phục kích, tôi đã nhìn thời gian là 10 giờ 28 phút sáng. Lúc mà tôi tỉnh lại là 1 giờ 42 phút chiều. Cũng có nghĩa là cự ly của hiện nay cách nơi chúng ta giao đấu với đám đó đại khái mất khoảng 3 giờ đi xe, khoảng 120 km. Đây chính là nơi diễn ra kỳ thi sát hạch tổng hợp lần này. 120 km về phía bắc là Hồ Thương Lang, 120 km về phía nam là Cơ Địa, 120 km về phía tây là Hoàng Vân, 120 km về phía đông là Cầu Tây. Lúc tôi làm công việc bên ngoài đã thực tập một thời gian ở Hoàng Vân. Trước khi giải phóng có mấy cái mỏ sắt mà người Nhật mở ra. Sau khi kháng chiến thắng lợi, toàn bộ đều bị bỏ rơi. Anh xem, cái thứ màu hồng nâu này là tạp phấn của quặng sắt. Anh hãy ngửi cho kỹ xem. Trong không khí có mùi rỉ sắt. Cho nên tôi đoán chắc rằng chúng ta đang ở bên trong Hoàng Vân. Ăn cơm đi. Người anh em, mấy người bắt cóc hay là bắt chẹt đấy? Bắt nhầm người rồi. Tao đang hỏi đấy. Trả lời đi. Cô dám ăn thật à? Họ sẽ không hạ độc đâu. Muốn giết chúng ta cũng không cần phải đợi đến lúc này. Cho cái tên con ghẻ kia ăn đi. Nhất định phải cho hắn ăn. Ăn no rồi mới có sức mà chạy. Đầu to, ăn cơm đi. Đừng chê kém. Đầu to, tôi cảnh cáo cậu. Bây giờ tay tôi bị thương rồi. Lát nữa mà bỏ chạy là tôi không khiêng nổi cậu đâu. Mau ăn đi, ăn đi. Anh nghe xem.
Charlie. Là Mạnh Tiểu Vân, bọn họ vẫn còn sống. Cậu ấy đang ở cùng với ai? Đưa thìa cho tôi. Ba người bọn họ ở với nhau tạm thời an toàn. Đang ở đâu? Âm thanh phát ra từ hướng tây bắc, cách đây khoảng 31,5m đến 32,3m. Đến đây vị trí cụ thể không rõ. Xác định phương vị trước đã. Hàn Băng nói xác định phương vị rồi tìm cách phá vòng vây. Tháo phù hiệu tay ra. Làm gì vậy? Chắc Lị sắp xuất chiêu rồi. Mấy người làm gì đấy? Tôi muốn đi vệ sinh. Sao nhà vệ sinh xa thế? Chín mươi bảy bước, 32,3m hướng tây bắc. Nhanh lên. Ba phút. Thế làm sao đủ? Phụ nữ đi vệ sinh phiền phức lắm. Ba phút sau cô không ra thì tôi sẽ vào. Sao lại là loại kiến này nhỉ? Trên núi không nên có loại kiến này mới đúng. Đầu to, cậu đang nói cái gì đấy? Kiến. Kiến. Hết 3 phút rồi. Tôi cảnh cáo, quá giờ rồi. Người thích nhìn phụ nữ đi nhà xí như vậy à? Đừng có giở trò dối trá, đi. Ưng Nhãn báo cáo ngài, người đã giám sát rất lâu rồi. Cậu ta hỏi ý kiến về kế hoạch tiếp theo. Cho hắn chờ là để làm hao mòn ý chí của hắn. Thời gian dài rồi, hắn sẽ tự hoảng loạn. Có thể bắt đầu thẩm vấn rồi. Nói với Ưng Nhãn, dùng tất cả mọi thủ đoạn cậy mồm hắn ra, ép hắn phải nghe theo. Vâng. Tao hỏi ba vấn đề. Thứ nhất,
701 là đơn vị có tính chất như thế nào? Thứ hai, Cao Thiết là ai? Thứ ba, cho tao biết thân phận thực sự và tên thật của mấy người. Đều không trả lời. Nếu chúng mày không hợp tác như vậy thì tao khó xử lắm đấy. Đừng lắm lời, gọi quản sự của chúng mày ra đây. Đeo phủ hiệu tay, xem ra là tên cầm đầu, mồm cũng cứng đấy nhỉ. Ở đây không đến lượt mày quyết định. Tất cả mọi người bọn tao gặp hôm nay đều không có quyền quyết định. Người có quyền quyết định là người đứng đằng sau bụi cây. Mỗi lần trước khi mày ra chỉ thị đều phải liếc hắn một cái. Hắn mới là thủ lĩnh của chúng mày. Bảo hắn ra đây. Nhãi con, mày thông minh đấy, nhưng người thông minh thì sẽ chết sớm. Con bé này ra đây. Mày làm gì? Chúng tao nói chuyện với nó. Tao đi, tao đi, tao đi. Chỗ này do tao quyết định. Mọi người tránh ra đi. Tôi đi theo hắn. Yên tâm, tôi không sợ chết. Gió mưa lớn thế nào tôi cũng chịu được. Nói. Sao phải chịu khổ như thế này? Hợp tác một chút. Khó đến vậy sao? Tao hỏi mày lần cuối, nhận lời hay không nhận lời? Đã xác định được phương vị rồi. Ra cửa rẽ phải 32 mét, cánh cửa thứ ba. Mạnh Tiểu Vân vừa chuyển tin đến. Đám người đó hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến 701. Bây giờ chúng nó đang thẩm vấn nghiêm tịch. Không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Bọn họ có thẩm vấn tôi không? Cái thằng rung đầu to này. Lùi lại, lùi lại. Ai là Dung Kim Chân? Ai? Tôi đây. Ra đây với tao một lát. Bỏ súng xuống. Tao bảo mày bỏ súng xuống. Người đâu? Lôi ra ngoài. Ngoan ngoãn vào cho tao.
Dung Kim Chân, ra đây. Tấm vải xanh buộc trên cửa sổ có nghĩa gì? Bảy chúng mày đã liên lạc được với nhau rồi. Là mày đã làm. Mày có biết hậu quả của việc đó không? Mày sẽ hại chết 6 người đó. Chúng mày rốt cuộc là ai? Mày không phải Dung Kim Chân. Mày là đồ giả mạo. Mày làm như vậy sẽ hại chết chính bản thân mày. Mày có phải đàn ông không? Có phải đàn ông không hả? Bảo mày ra hầu chuyện cậu không chịu, để cho một người phụ nữ đi thay. Mày còn tỏ ra yên dạ yên lòng. Dùng đầu to tao cảnh cáo mày. Chắc định mà có mệnh hệ gì, tao nhất định sẽ bóp chết mày. Triệu Kỳ Vinh, tôi muốn nói cho anh một bí mật. Nói. Kiến. Kiến, kiến. Mày chỉ biết có kiến. Kiến nói, chúng ta không ở Hoàng Vân, cũng không ở trên núi. Cậu nói cái gì? Nói, ở đây có rất nhiều kiến. Loại kiến này màu vàng nâu nhạt, gọi là kiến nhà. Nó nhỏ hơn kiến trên núi rất nhiều. Và lại bọn chúng thích ăn ngọt, không thể nào xuất hiện trên núi khoáng được. Với cả loại kiến này thích sống trong khe tường. Cho nên, Trác Lị nói không đúng. Chúng ta không hề ở Hoàng Vân, cũng không ở trên núi. Nói tiếp đi. Anh xem, ở đây có một cái lỗ. Và lại tôi còn phát hiện trên cái tường này có ba cái tổ kiến. Ở đây, đây, cả đây nữa. Cũng có nghĩa là nếu chúng ta muốn đào tường ra ngoài thì giữa ba cái tổ này là đỡ tốn sức lực nhất, vì chỗ này đã bị kiến đào rỗng rồi. Triệu Kỳ Vinh, đâu ra thế? Vừa nãy Trác Lị đưa cho tôi. Đi. Báo cho Mệnh Tiểu Vân, tôi sẽ đào tường ra ngoài. Bọn họ nói muốn đào tường. Đào tường? Bọn họ điên à? Thế thì không biết phải đào đến năm nào nữa. Bọn họ bảo nhiều nhất 2 tiếng là có thể đào được. Mày, ra đây.
Khoan đã. Cậu ấy không biết gì cả. Tôi đi với hai người. Có gì cứ hỏi tôi. Bọn tao muốn hỏi nó. Triệu Kỳ Vinh, mày có thể cư xử với một người đàn ông không?和我。